Tại hội thi hoa lan ở tao đàn năm tết 2024 vừa qua anh thì có một chậu đang xuất hiện trên màn hình là chậu dòng kinh xưa 10 bích anh nha. to cao thác hoa lâu tàn và đặc biệt hơn nữa đối với những cô chú anh chị nào mới biết chơi vẫn có thể tạo ra được những cái chậu kinh 10 bích đẹp như vậy thậm chí đẹp như vậy hay đẹp như vậy anh chị mà mặc dù không thơm thôi nhưng mà nó xứng đáng ở ngôi nhà của chú anh chị bởi vì nó trồng càng lâu càng to cao thác hoa càng dài một chậu như trên màn hình anh chị thấy là hàng chục vòi hoa trên một cái chậu to như vậy anh chị mình ha. xứng đáng để cô chú anh chị thời điểm này anh chị mua về ba chậu để anh, để anh chị có thể ghép lại thành một chậu tác phẩm siêu đẹp chơi vào mùa tết 2025 năm nay anh chị mình ha đây hình ảnh chậu bán đây anh chị siêu bụi lùm siêu to cao một gan hai gan tầm khoảng 3 gan tay em một chậu siêu bụi lùm hai chậu siêu bụi lùm và ba chậu kinh mười bích siêu bụi lùm như vậy đây anh chỉ thấy ba chậu cực kỳ khủng như vậy to cao ngang bằng nhau với lại ba gan tay chỉ với mức giá 139 trăm ba bên em sẽ bao ship nhanh trên toàn quốc anh chị bỏ ra 139 trăm ba thôi anh được bao ship nhanh lại được thêm ba chậu kinh 10 bích mà siêu siêu bụi lùm như vậy anh vậy mình ha để cho anh chị mình anh chị về anh chị mình ghép chậu và về khuôn hoa như anh chị mình thấy đây ở à, hoa kinh mười bích đây là một trong những lô cây tơ thôi mở ra hoa rất đẹp hoa màu hồng phơm hoa cánh xoắn lưỡi thè ra nhìn rất đẹp tranh thủ đặt hàng anh chị mình ha à.